Khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine hồi cuối tháng 2 năm 2022, Ba Lan đã phản đối quyết liệt hành động của Moscow và ủng hộ nhiệt thành cho Kiev. Nước này thường dẫn đầu trong nỗ lực viện trợ và gửi khí tài quân sự cho Ukraine, nhấn mạnh sự hỗ trợ này là cần thiết để bảo vệ chính Ba Lan trước nguy cơ bị tấn công. Song gần 19 tháng sau, tình hình đã thay đổi khi Ba Lan bất ngờ chĩa mũi dùi chính trị vào Ukraine. Một số quan chức Ba Lan cho rằng Kiev nên biết ơn sự hỗ trợ của Warsaw. Thủ tướng Mateusz Morawiecki ngày 20 tháng 9 cảnh báo về việc cấm chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine dù những người khác trong đảng của ông sau đó đã cố làm dịu thông điệp. Người phát ngôn chính phủ Ba Lan một ngày sau nói sẽ không dừng lập tức hoạt động viện trợ vũ khí cho Ukraine mà vẫn thực hiện các thỏa thuận đã đưa ra trước đó. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 22 tháng 9 nói bình luận của Thủ tướng Morawiecki về ngừng chuyển vũ trang cho Ukraine đã bị hiểu sai. Ông nói thêm rằng Ba Lan chỉ không chuyển giao cho Ukraine những loại vũ khí mới được dùng để hiện đại hóa quân đội Ba Lan. Trước đó vào ngày 19 tháng 9, Tổng thống Duda bình luận Ukraine đang hành xử như người sắp chết đuối, sẵn sàng bám vào bất cứ thứ gì xung quanh. Những người như vậy cực kỳ nguy hiểm, có khả năng kéo bạn xuống và nhấn chìm người cứu. Căng thẳng trong mối quan hệ tưởng rất gắn bó giữa Ukraine và nước láng giềng Ba Lan bắt đầu từ những tranh cãi liên quan tới vấn đề ngũ cốc của Kiev. Liên minh châu Âu EU hồi tháng 5 áp hạn chế đối với nông sản Ukraine xuất khẩu qua 5 nước láng giềng, trong đó có Ba Lan, Hungary và Slovakia. Nông sản giá rẻ Ukraine chỉ được quá cảnh, không được bán ở các nước này nhằm bảo vệ nông dân sở tại. Đến giữa tháng 9, EU chấm dứt lệnh cấm, nhưng Ba Lan, Hungary và Slovakia tuyên bố tiếp tục duy trì biện pháp hạn chế với ngũ cốc Ukraine, động thái vẫn phải phản ứng quyết liệt từ Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng việc các yếu tố chính trị liên quan đến hoạt động xuất khẩu nông sản của Kiev chỉ mang lại lợi ích cho Nga. Ukraine cần xuất khẩu ngũ cốc và các tuyến đường bộ trở nên rất quan trọng trong bối cảnh xuất khẩu qua Biển Đen và qua sông Danube gặp khó khăn vì các đòn tập kích liên tục của Nga. Ba Lan đã đón hơn 2 triệu người tị nạn từ Ukraine trong những tuần đầu xung đột và hàng triệu người Ba Lan đã hỗ trợ nhà ở cùng các vấn đề cần thiết khác cho người dân Ukraine. Daniel Zeligowski, nhà nghiên cứu cấp cao về Ukraine tại Viện Quan hệ Quốc tế Ba Lan cho biết, trong 4 tháng đầu năm nay, nhập khẩu lúa mì Ukraine và Ba Lan tăng 600 lần, khiến nền nông nghiệp nước này rơi vào bất ổn và chính phủ Ba Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải can thiệp. Chuyên gia này cho rằng Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine và người dân Ukraine nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, gấp 4 lần so với Đức và gấp 10 lần so với Mỹ. Theo ông, nếu các chính trị gia Ukraine tiếp tục có những lời chỉ trích, kích động Ba Lan, tình hình sẽ trở nên phức tạp. Nó có thể đặt ra nhiều thách thức hơn nữa cho mối quan hệ song phương, ngay cả khi Kiev và Warsaw đều mong muốn cùng đối phó với mối đe dọa từ Nga. Ba Lan và Ukraine dường như cũng đang nỗ lực để ngăn chặn cuộc khẩu chiến leo thang thành khủng hoảng toàn diện. Chính phủ Ba Lan nhấn mạnh viện trợ quốc tế vẫn tiếp tục được chuyển tới tiền tuyến Ukraine thông qua thành phố Rzeszów ở phía đông nước này, nơi được xem là trung tâm trung chuyển quan trọng của phương Tây. Các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Ba Lan nhằm hạ nhiệt căng thẳng về ngũ cốc vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, bóng đen mệt mỏi vì Ukraine dường như không chỉ xuất hiện ở Ba Lan mà nó còn bao trùm nhiều chiến dịch bầu cử từ Slovakia tới Mỹ. Đây là mối lo lắng nghiêm trọng đối với Ukraine, quốc gia đang cần sự hỗ trợ liên tục và vững chắc của phương Tây trong cuộc đối đầu với Nga.